chương 2121, các vị tới thật đúng lúc. Sở hải há miệng thở dốc muốn nói lại thôi. Nếu như có hơn 40 vị nửa bước hóa thần đột kích, bồi dưỡng lớn nhỏ gì cũng không có tác dụng. Trừ phi trong một đêm có thể mọc ra 30-40 vị tu vi nửa bước hóa thần nữa. Nhưng mà, có thể sao? Trong trại bản doanh của doanh trại thần đình ở biển Tinh Tú, vẻ mặt trì phương bằng âm trầm mà nghe Trương Thiên Phong cùng Nam Cung Tuấn hội báo. Tám vị nửa bước hóa thần, trăm vị nguyên anh đỉnh cao. Khi nghe tới chỗ này, trong quân doanh vang lên một loạt thanh âm hít ngược khí lạnh, trên mặt rất nhiều tướng lĩnh lộ ra sắc thái kỳ dị. Xem ra loại linh dược đó quả thực không tầm thường, có hiệu quả khiến người ta kinh ngạc. Phá quân doanh vốn dĩ chỉ là một quân doanh ở dưới đáy, trong thời gian ngắn như thế lại có thể tăng thêm nhiều tu sĩ cường đại đến như vậy, hẳn là là do hiệu quả của linh dược. Không sai, loại bảo vật này nhất định phải mang về đây audio điện tử võ tấn bền. Ngay cả Trì Phương Bằng cũng lộ ra một chút sắc thái giật mình, sau đó lạnh lùng nói, có loại bảo vật như thế này nhưng lại không dâng lên trên, ý đồ đáng chết. Có người lo lắng nói, cậu Trì, hiện tại số người đạt cảnh giới nửa bước hóa thần của phá quân doanh cũng đã sắp xỉ với quân doanh của chúng ta rồi, nếu như động thủ, chỉ sợ chúng ta cũng không có nhiều ưu thế. Trì Phương Bằng cười lạnh một tiếng, nói, muốn có được loại linh dược này cũng không chỉ chúng ta có thể được cậu chỉ đích thân mời tới đây, là vinh hạnh của nhà chúng ta. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên ở trong lều trướng quân doanh. Hàng loạt tiếng xé gió cũng theo đó kéo tới, mấy bóng người nhanh chóng xuất hiện ở trong lều lớn, đi đầu là một thanh niên, vậy mà lại là thu nhiên ngọc, đi theo phía sau anh ta là mấy người nam nữ trẻ tuổi, khí tức của mỗi người đều không yếu, mỗi người rõ ràng đều đạt tu vi nửa bước hóa thần. Nếu đường Tuấn có mặt ở đây, anh chắc chắn sẽ không còn xa lạ gì với mấy người này. Những người này chính là Đinh Thành, Mục Ly và mấy cậu ấm cô chiêu của 24 gia tộc lớn ở Biển Tinh Thần. Trong khoảng thời gian này bọn họ hiển nhiên đã gặp được kỳ ngộ, đều đã bước vào cảnh giới nửa bước hóa thần, mà thu nhiên Ngọc Vốn Dĩ đã là nửa bước hóa thần từ trước đó rồi, hiện tại khí tức trên người càng cường đại hơn. Cậu chỉ đứng lên, cười với mấy người đó, nói các vị tới thật đúng lúc. Trương 2122 phá quân doanh đã xác định sẽ bị hủy diệt. Lần này chúng ta không chỉ muốn cướp linh dược của anh ta, còn muốn tiêu diệt phá quân doanh, một người cũng không để lại. Cậu Trì, chắc hẳn cậu sẽ không ngăn cản chúng tôi chứ? Phá quân doanh dù sao cũng là thuộc về quân doanh thần đình, hiện tại mấy người thu nhiên Ngọc lại làm trò trước mặt Trì Phương Bằng, một vị đại thống lĩnh của thần đình nói ra những lời ấy, có thể nói là vô cùng kiêu ngạo nhưng không ai ngờ được trì phương bằng cũng không có tức giận, ngược lại còn cười ha ha, nói, đương nhiên sẽ không. Phá quân danh có được linh dược thần bí lại không có chủ động giao cho tôi đã là tội chết. Tôi còn muốn cảm tạ các cậu đã thay tôi ra tay đây. Thu nhiên Ngọc nói, vậy thì tốt rồi, lão tổ của nhà chúng tôi nói, lần này có thể lấy được linh dược thần bí, mấy gia tộc chúng tôi sẽ chia với cậu chỉ đây một nửa. Sắc mặt trì phương bằng khẽ biến đổi. Vốn dĩ anh ta còn cho rằng mấy gia tộc lớn đó cử ra những 30 cường giả nửa bước hóa thần, tất nhiên sẽ muốn giành phần lợi ích nhiều hơn, không ngờ lại chỉ muốn có một nửa. Tu nhiên Ngọc dường như có thể nhìn ra nghi hoặc trong lòng Trì Phương Bằng, anh ta nói, nhà họ Thu chúng tôi rất tôn kính vị hóa thần cảnh kia của nhà họ Trì, muốn cậu chỉ đây sắp xếp cho chúng tôi một chút. Trong lòng Trì Phương Bằng ngay lập tức không còn nghi ngờ gì nữa, sảng khoái mà đồng ý, chuyện này tất nhiên không thành vấn đề chờ diệt trừ phá quân doanh xong, tôi sẽ sắp xếp. Thu nhiên Ngọc cười nói, rất tốt, vậy ba ngày sau đi, cao thủ của mấy gia tộc lớn chúng ta hợp lại, đến lúc đó diệt trừ tận gốc dễ phá quân doanh trong một lần. Chỉ phương bằng tất nhiên là đồng ý, nói, vậy để cho bọn họ nhảy nhót thêm mấy ngày đi. Rất nhanh chóng, tin tức chỉ phương viên liên thủ với 24 gia tộc lớn của biển tinh thần, hơn nữa còn điều động ra 30 vị nửa bước hóa thần truyền ra ngoài. Mấy người Hồ thư lúc này đã gia nhập quân đội của Trì Phương bằng nghe thấy tin tức này, ngay lập tức lộ ra ý cười. Xem ra chúng ta đã xem nhẹ lực lượng của mấy gia tộc lớn ấy, như vậy chúng ta liền có thêm trợ lực của hơn 50 cường giả nửa bước hóa thần. Đại cục đã định, Phá Quân Doanh đã xác định sẽ bị hủy diệt. Mấy người Hồ thư hả hê khi thấy người gặp họa, đối với Phá Quân Doanh không hề có tí thương tiếc hay nhớ nhung gì cả. Chương 2123, cậu lặp lại những lời cậu vừa nói lần nữa. Thao Thiết nói, có lẽ chủ nhân sẽ có biện pháp nào đó thì sao? Sở Hải nhìn anh ta một cái, hỏi, có biện pháp nào có thể chống đỡ được 50 vị nửa bước hóa thần liên thủ đây? Anh nói tôi nghe, tôi hiện tại lập tức đi làm. Thao Thiết không thể trả lời, cho dù kinh nghiệm của anh ta phong phú, ngoại trừ chạy trốn, anh ta cũng không thể nghĩ ra bất cứ biện pháp gì. Sở hải chán nản nói, nếu chủ nhân muốn chiến một trận lớn, vậy chiến thôi. Chỉ là đáng tiếc nhiều đứa trẻ như thế. Cho tới hiện tại, phá quân doanh chỉ còn lại có 300 người. Những người này hoặc là có tình cảm sâu đậm với phá quân doanh, hoặc là cảm kích ân tình của Đường Tuấn. Bọn họ đã chuẩn bị chiến đấu một trận cho đến chết, dùng máu tươi để giữ gìn tôn nghiêm của phá quân doanh. Âm ầm ầm. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền tới tiếng vang ầm ầm người tới vậy mà lại là lưu tuệ và lương hoàng tín lương hoàng tín nhìn lướt qua mấy người nhíu mày quát đường tuấn đâu gặp phải phiền toái lớn như thế chẳng lẽ anh ta chạy mất rồi lưu tuệ níu níu tay áo lương hoàng tín ôn nhu nói cha cha nhỏ giọng một chút đi lương hoàng tín không vui nói lúc này rồi con còn để ý đến thể diện của cậu ta làm cái gì chính cậu ta dây phải phiền toái lớn như thế này đã phải tự nghĩ đến hậu quả Lưu Tuệ thở dài, không nói nữa. Lần này phiền toái mà đường Tuấn gặp phải thực sự quá lớn rồi. Sở hải nhận ra hai người, hỏi, hai người tìm chủ nhân làm cái gì? Lương Hoàng Tín hừ một tiếng, nói ông cụ nhà chúng ta bảo ta đưa cậu ta về nhà họ Lương, làm cậu ta lập tức ra đây, không thì nhà họ Lương tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của cậu ta nữa. Vậy giờ hai người có thể quay về luôn được rồi. Ngay thời điểm sở hải không biết phải làm sao, thanh âm của đường Tuấn vang lên, sau đó anh đi ra từ trong quân trướng. Lông mày lương hoàng Tiến nhíu lại, trầm giọng nói cậu lặp lại những lời cậu vừa nói lần nữa. chương 2124, rốt cuộc thì tiểu tuệ cũng từ bỏ cậu rồi sao? Đường Tuấn xua tay, khinh thường nói, 48 nửa bước hóa thần chưa xứng để tôi phải chạy trốn. Lương Hoàng Tiến châm chọc nói, khẩu khí cũng thật lớn, cậu cho rằng bản thân mình là cường giả hóa thần hay sao? Đường Tuấn nhún nhún vai, nói không cần cường giả hóa thần phải ra tay lương hoàng tín cũng không buồn nói thêm gì nữa nói xem ra lần này chúng tôi đến chỉ là dư thừa thôi lưu tuệ vội vàng nói cha ơi ầm 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 bỗng nhiên trên không trung của phá quân doanh nổ ra từng đợt tia chớp phát ra tiếng sấm gầm rú phảng phất giống như bầu trời sẽ bị xé rách trong phút chốc thân thể lương hoàng tín cứng nờ thấp giọng nói bọn họ tới rồi ông ta lại lần nữa nhìn đường tuấn nói cùng chúng tôi về nhà họ Lương, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đường Tuấn xua xua tay, nói không cần. Dứt lời, anh đi về hướng lều trướng của phá quân doanh, thanh âm tùy ý vang lên, sở hải, lệnh xuống cho bọn họ chuẩn bị đi. Sau ngày hôm nay, tôi muốn toàn bộ biển tinh tú nghe thấy tên của phá quân doanh sẽ phải sợ đến mất mật. Tôi muốn để biển tinh tú này từ nay về sau, không còn tiếng nói thứ hai của bất kỳ quân doanh nào nữa, chỉ có duy nhất ý chí của phá quân doanh ta sắc mặt sở hải khó coi, thở dài, sau đó đi chuẩn bị. Làm sao biển tinh tú có thể không có thanh âm thứ hai được đây, cho dù là cường giả hóa thần chân chính cũng không thể làm được đâu. Gương mặt của Lương Hoàng Tín càng tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy chán, nói tiểu tuệ, con cũng nghe thấy rồi. Cũng không phải là nhà họ Lương chúng ta không hỗ trợ, mà là tên tiểu tử này thực sự không biết trời cao đất dày ra sao. Nước mắt lưu tuệ rơi xuống, hai tay nắm chặt lấy góc áo, trông có vẻ vô cùng yếu đuối. Đường Tuấn, sao anh lại cứ phải quật cường đến ương ngạnh như vậy? Vì sao anh lại biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay? Nhà họ Lương ở biển tinh tú này cũng đã ngót nghét ngàn năm, sự tình bên trong thâm hậu vô cùng, cũng không dám nói những lời như vừa rồi. Đường Tuấn, anh dựa vào cái gì? Lương Hoàng Tín vỗ vỗ bả vai cô ta, thở dài, nói yên tâm đi. Nếu lát nữa có cơ hội nói, cha sẽ đại diện nhà họ Lương đứng ra. Lưu Tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng dáng đường Tuấn, cắn răng nói, không cần đâu cha, vì người ngoài mà đẩy nhà họ lương chúng ta vào vực sâu không thấy đáy, không đáng. Nhà họ lương chúng ta lần này coi như chỉ là người đứng xem thôi, sẽ không giúp đỡ. chương 2125 yên tâm đi, bọn họ sẽ không chết. Long trùng bảo câu, nghe nói có một tiêu huyết mạch của chân Long, trời sinh đã vô cùng cường đại, là dị thú vô cùng quý hiếm, nhà họ Lưu là gia tộc hàng đầu của biển tinh tú, thế nhưng cũng chỉ có được ba con mà thôi. Trong mỗi một cỗ xe, đều có vài tu sĩ thực lực cường đại không thấy rõ hình dáng ngồi, khí tức đang sợ chỉ nhẹ nhàng phát ra một chút, đã làm cho Long Trùng bảo câu sợ tới mức hí vang, không dám có bất cứ động tác dư thừa nào. 23 ông cụ của các gia tộc lớn, 500 năm tới e rằng cũng không thể có được thế trận hoành tráng đến như thế này nữa. Ánh mắt lương hoàng tín lộ ra thần sắc khiếp sợ mấy ông cụ của các gia tộc lớn cũng đã ẩn cư mấy trăm năm, nhưng đều là cường giả nửa bước hóa thần. 24 gia tộc biển tinh tú, xuất động 23 nhà, chỉ có nhà họ lương bàng quan. Ngoại trừ 23 vị lão tổ, trên chiếc xe bên cạnh bên cạnh còn có 7 vị nửa bước hóa thần nữa. Những người này là những người trẻ của các nhà, lần này cũng ra mặt. Đi theo phía sau những chiếc xe trời đó là đám đông ngùn ngụt, không đếm được có bao nhiêu người, nhưng mỗi một khí tức phát ra đều không dưới cảnh giới nguyên anh trung kỳ ở trên không trung phía đông nam đội ngũ của thần đình cũng tới rồi chỉ phương viên đang ngồi trên một dị thú kỳ lạ có hai cánh răng nanh tỏa ra ánh sáng sắc lạnh ở bên cạnh anh ta là một vị cường giả nửa bước hóa thần còn lại phía sau là tinh anh của thần đình quân doanh ngoại trừ phá quân doanh những quân doanh khác đều tới rồi lương hoàng tín lắc đầu nói xong rồi ông ta nhìn về phía lưu tuệ nói tiểu tuệ hôm nay phá quân doanh và cậu ta không thể nghi ngờ sẽ phải chết ở đây. Con đi nói cho cậu ta, nếu đồng ý đưa một bộ phận linh dược cho nhà họ lương, nhà họ lương chúng ta sẽ có thể để cho bọn họ để lại thân xác nguyên vẹn. Lưu Tuệ đồng ý, cô ta đi tìm Đường Tuấn. Cô ta vốn tưởng rằng Đường Tuấn sẽ ra mà đón địch, ít nhất cũng chết quang vinh lừng lẫy. Không ngờ vậy mà Đường Tuấn lại ngồi trong lều trướng của phá quân doanh, không có chút ý tứ nào như là muốn ra tay. Lưu Tuệ trầm giọng nói, Đường Tuấn, lần này nhà họ lương của em không ra tay, đã là nhớ tới ân tình trước đây của anh. Phá quân doanh nếu đã phải bị tiêu diệt, loại linh dược kia sao anh không đưa cho nhà họ lương chúng em một phần. Đường Tuấn lạnh lùng quét mắt liếc nhìn cô ta một cái, sau đó làm lơ cô ta, hạ mệnh lệnh cho bọn sở hải, để những người cảnh giới cảnh giới nguyên anh đỉnh cao xuất chiến trước, các anh đứng ở một bên áp trận. Mấy người sở hải kinh hãi, khuyên nhủ, chủ nhân, đối phương dù không tính 48 vị nửa bước hóa thần, riêng tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao cũng có gần 400 người, số lượng chênh lệch quá lớn, đây đơn thuần là cho bọn họ đi chịu chết mà. Audio điện tử võ tấn bền chương 2126 đợi lát nữa sẽ có lúc cho mấy cậu ra tay. Trong lều trướng của quân doanh, cũng chỉ còn lại Đường Tuấn và Lưu Tuệ. Lưu Tuệ nhìn Đường Tuấn, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ dựa vào một câu của anh, lại khiến cho nhiều người phải đi chịu chết như vậy rất có cảm giác thành tựu phải không? Đường Tuấn bình tĩnh nói, bọn họ sẽ không chết. Lưu Tuệ lắc đầu, nói, những cường giả nửa bước hóa thần kia tất nhiên sẽ không ra tay kết liễu bọn họ, thế nhưng quân đội thần đình và những gia tộc lớn kia nhiều tu sĩ đạt cảnh giới nguyên anh đỉnh cao như vậy, dù là lấy thịt đè người, chiến đầu không cần dùng toàn lực cũng hoàn toàn có thể nghiền chết thủ hạ của anh. Cô ta ngừng một chút, nói, em cũng không muốn phí lời với anh nữa. Nhà họ lương chúng em muốn làm giao dịch với anh, anh đưa một phần linh dược cho nhà họ lương bọn em, nhà họ lương sẽ đảm bảo cho các anh toàn thây. Không biết từ bao giờ Đường Tuấn đã lấy ra một cái bình nhỏ thưởng thức, ngắm nghía, cười nói, nhà họ lương không có thể diện lớn tới như vậy đâu. Biểu tình lưu tuệ không vui, nói, xem ra, anh vẫn chưa nhận rõ được hiện thực nhỉ. Cô ta lấy ra một mặt gương đồng, gương đồng sau khi rời khỏi bàn tay của cô ta, nháy mắt trở nên cao cỡ 3 mét, trên mặt kính dần hiện ra hình ảnh, đúng là cảnh tượng đám người sở hải đang rằng co với đám người thần đình cùng các gia tộc lớn. Trong quân doanh thần đình, mấy người Liễu Ngọc Duy và Hồng Nhật Linh lạnh lùng mà nhìn về phía nơi nào đó trong phá quân doanh, quát, a la nạp, chu kính, các cậu ngày trước đã cùng chúng tôi tiến vào thần đình, cũng coi như đồng môn, hiện tại đến đây, có thể tha cho các cậu một mạng. Bọn họ hiện tại đã đạt cảnh giới nửa bước hóa thần, mà mấy người A-la-nạp mới chỉ là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, từ tận đáy lòng bọn họ liền có cảm giác cao cao tại thượng, có tư cách miệt thị, khinh thường đối phương. Mấy người A à, la nạp nhìn nhau, lạnh lùng bình tĩnh nói, phá quân doanh chỉ có những binh lính tử trận, không có những kẻ đầu hàng mưu sinh. Liễu Ngọc Duy châm biếm một tiếng, nói, vậy những kẻ kia đâu? Hồ Thư, các cậu ra đây. Giọng nói vừa dứt, bốn năm người đứng ra từ trong đội ngũ của anh ta, vẻ mặt nịnh nọt mà mỉm cười với Liễu Ngọc Duy. Những người này đúng là mấy kẻ Hồ thư lúc trước đã phản bội phá quân doanh." Liễu Ngọc Duy nói, "Không phải cậu nói phá quân doanh không có những kẻ đầu hàng mưu sinh sao, vậy bọn họ xem là cái gì?" Sắc mặt mấy người a la nạp âm trầm, cách làm của mấy kẻ Hồ thư kia khiến bọn họ cảm thấy thật xấu hổ, cực độ tức giận. Liễu Ngọc Duy nói, "Hồ thư, nếu bọn họ đã hồ đồ ngang bướng đến như vậy, các cậu qua đó chém giết một trận đi." Chương 2127 muốn kéo tôi cùng chết, không có cửa đâu. Đây là một trận chiến hỗn loạn, gần 300 tu sĩ cảnh giới nguyên anh đỉnh cao hỗn chiến. Điều duy nhất khác biệt chính là, nếu như thần đình và các gia tộc lớn bên này có người bại trận, lập tức có người đi lên thay thế. Mà phá quân doanh bên này, lại không có ai thế thân. Các loại thuật pháp, bí kíp, võ công giống như trăm hoa đua nở, xuất hiện ở khắp nơi trên bầu trời. Binh lính của phá quân doanh vậy mà lại anh dũng lạ thường, dưới tình huống một trọi một lại có thể liên tiếp đánh bại đội quân của thần đình và các gia tộc lớn, đặc biệt là đám người hồ thư từng phản bội phá quân danh đó bị xem như tấm bia mà ngắm đánh. trong đội ngũ của các gia tộc lớn, thu nhiên ngọc nói quả lại có chút không sợ chết. trong chiếc xe bên cạnh anh ta bỗng nhiên truyền ra một thanh âm mang theo khí chất uy nghiêm, nói: nhiên ngọc còn phải nhớ kỹ, về sau không được phép học theo những kẻ này rõ chưa? đối với lực lượng nhất định phải biết kính sợ các gia tộc lớn chúng ta liên thủ lại, đó là lực lượng hùng mạnh tuyệt đối. mấy kẻ bên kia không phải không sợ chết, mà là ngu xuẩn. thu nhiên ngọc gật đầu nói, vâng, lão tổ. Tương sĩ của phá quân doanh cho dù có lợi hại đến đâu nhưng cũng không có hậu viện. một kiếm của a la nạp chém nứt một cánh tay của đam hồ thư, nhưng chùy đồng trong tay hồ thư lại đồng thời nện lên vai cậu ấy, nửa bả vai bị chấn đến nứt ra, máu tươi chảy ra. hồ thư bỗng nhiên lui về phía sau cười khẩy nói, muốn kéo tôi cùng chết, không có cửa đâu. Trong khi nói chuyện, liền có người đi lên thế thân cho hắn ta, chiến đấu với A La Nạp đã bị thương nặng. A La Nạp dù có dũng mãnh bao nhiêu cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy, toàn thân rất nhanh phủ kín vết thương. Đến cuối cùng, 150 binh sĩ của phá quân doanh tuy không có ai tử vong, nhưng dường như tất cả đều bị thương nặng. Hoặc là là tay chân gãy nát, hoặc là là xương cốt vỡ vụn, thậm chí còn có người, bụng bị cắt ra một lỗ hổng, máu tươi chảy ròng ròng. Trong không gian nồng đậm mùi máu tươi, mà trong đội ngũ của Thần Đình và các gia tộc lớn, trải qua một vòng nghỉ ngơi lại sinh long hoạt hổ, trở lại như thường. Giống như Hồ thư, cánh tay trước đó bị A La nạp chặt đứt đã hoàn hảo lại như lúc đầu, còn đang chuẩn bị tiếp tục xông vào trận chiến. Sở Hải thở dài, nói: "Bại." Ánh mắt ngân lang Vương cực kỳ bi ai, gào giống nói, liều mạng theo chân bọn họ sở hải nhìn hai mươi mấy chiếc xe trên trời cao kia, trên mặt lộ ra tia cười khổ, nói, liều không được. Những cao thủ nửa bước hóa thần đó còn chưa động thủ, đơn giản là vì đang muốn chơi trò mèo vờn chuột mà thôi. Mà bọn họ, thật đáng buồn lại là mồi cho những con mèo đó. chương 2128, không dám nhận. Cỗ xe ngựa trên không trung cũng không dám làm ra hành động gì. Trải qua đoạn thời gian im lặng, một tiếng thở dài vang lên từ trong xe của Thu ra, một cụ già bước ra chính là ông tổ của Thu gia, Thu Minh. Những ông tổ khác cũng không ngồi yên trong xe nữa, đều lần lượt hiện thân. Thu Minh nhìn về hướng lều lớn phía sâu trong phá quân doanh, khom lưng cung kính nói, không biết vị đan sư đại nhân nào đích thân tới. Có thể đào tạo ra 150 vị nửa bước hóa thần cảnh, đây tuyệt đối là đan sư cấp truyền kỳ, đáng để các thế gia kính nể bái lễ. Trì Phương bằng cười khổ một tiếng, cũng đi đến bên cạnh ông tổ của các thế gia khom người xuống. Loại cấp bậc đan sư này so địa vị với hóa thần cảnh chỉ có thể hơn, e rằng ông tổ trong nhà anh có gặp được cũng phải cung kính thêm vài phần. Nếu như biết phá quân doanh có chỗ dựa như vậy thì anh tuyệt đối không dám xuất thủ. Lương Hoàng Tín ở phía ngoài lều lớn hết sức kinh hãi mà nhìn chiến trường, thở dài rồi tự lẩm bẩm. hóa ra phá quân doanh còn có vị đan sư đáng sợ như vậy chấn thủ, thảo nào họ đường kia không một chút sợ hãi anh đi đến phía lều lớn ở trung tâm, trong lòng cũng đã có dự định. Lương gia nhất định phải kết giao với loại đan sư cấp bậc ấy. Lợi ích cũng không tha gì so với việc kết giao với một vị hóa thần cảnh. Nhân vật như vậy mới đáng là người để tiểu tuệ phó thác cả đời chứ, người nhà họ đường đó hoàn toàn kém xa. Trong lòng nghĩ như vậy, Lương Hoàng tín vén màn lều lớn đi vào trong. Anh liếc nhìn tình hình trong lều lớn, không khách khí chút nào mà hỏi, Đường Tuấn, vị đan sư kia ở đâu? Đường Tuấn nói, chính là tôi. Lương Hoàng tín chế nhạo một tiếng, khinh thường nói, mặc kệ cậu. Tự mình nhìn trong gương xem cậu có bản lĩnh đó không? Anh hỏi Lương Tuệ, Tiểu Tuệ, đúng lúc em cũng có mặt ở đây, chắc là đã nhìn thấy vị đan sư kia. Người ấy ở đâu? Ánh mắt phức tạp của Lương Tuệ nhìn về Đường Tuấn, trong lòng cảm thấy có lỗi, nàng nhớ tới lời trước kia của mình nói với Đường Tuấn, hai má cũng trở nên nóng hừng hực. Nhìn ánh mắt của Lương Tuệ, Lương Hoàng Tín bỗng nhiên cảm thấy bất an, âm thanh có chút run rẩy hỏi, không, không lẽ điều cậu ta nói là thật sao? chương 2129, cậu tìm chết. Đường Tuấn đi ra khỏi lều lớn, chân đạp hư không đi đến trước mặt đám người sợ hãi. Cậu nhìn người của thần đình và các thế gia cách đó không xa rồi nói, các người muốn cướp đi thuốc của tôi. Nghe được âm thanh này, cơ thể đang khom lưng của trì phương bằng lập tức thẳng tắp, nhìn đường tuấn trước mắt thất thanh nói cậu, cậu vậy mà không chết. Đám người Liễu Ngọc Duy và Hồng Nhật Linh cũng kinh hãi. Đúng là tận mắt họ chứng kiến đường tuấn giao chiến khốc liệt với mấy thiếu niên hóa thần môn, cuối cùng vẫn phải dùng đến thần văn, bọn họ sớm đã giết chết đường tuấn rồi mới phải chứ. Đường tuấn cười nhạt, nói, để các người thất vọng rồi. Trên chán chỉ phương bằng và Liễu Ngọc Duy lập tức xuất hiện mồ hôi, bọn họ không biết rốt cuộc đường Tuấn làm thế nào mà có thể trốn khỏi đám đệ tử của hóa thần môn, nhưng thực lực của đường Tuấn nhất định phải là chân hóa thần đã lĩnh ngộ được sự tồn tại của thần tâm. Chân hóa thần cùng nửa bước hóa thần cảnh phải nói là một trời một vực. Trong lúc đám người chỉ phương bằng đang căng thẳng tột độ, thu nhiên ngọc, mục ly và các công tử thế gia khác lại cười lạnh, khinh thường nói tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu à. Thu nhiên ngọc ngạo nghễ nói, chỉ công tử, nếu là người này thì không đáng để bận tâm. Đằng thế gia tôi đã thay các công tử thế gia đã xử lý cậu ta rồi. Mục Ly lạnh lùng nói, họ đường, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau ở tình huống như vậy. Chỉ công tử nghe vậy thì cái chán lập tức thấm đẫm mồ hôi, đám người này chắc chắn là điên rồi mới dám khiêu khích một vị chuẩn hóa thần. Lão tổ thu ra thu minh chắp hai tay sau lưng, khinh miệt mà nhìn thoáng qua đường Tuấn, nói, hôm nay lão đầu lương ra làm chỗ dựa cho cậu, cậu xin lỗi trì công tử, tôi và đằng thế gia, dâng nước thuốc lên đây thì sẽ tha tội chết cho cậu. Lão thất phu, ông đang sợ không hiểu rõ tình hình này sao? Đường Tuấn nhìn Thu Minh rồi nói, đừng nói đến đám rác rưởi thế gia các người liên thủ lại, thì cho dù có nhiều hơn bao nhiêu đi nữa, tôi tiện tay cũng có thể giết chết. Thu Minh cả giận nói, cậu tìm chết. Em mờ thanh vừa dứt, Thu Minh cũng động thủ, cơ thể ông ta hóa thành một đạo thần hồng, đột nhiên xé toạt bầu trời, một trưởng bàn tay, năm ngón hệt như năm con thần long muốn xông qua bắt lấy ý thức của Đường Tuấn. Chương 2130, xin đại nhân minh xét. Khi đang nói chuyện, bọn họ vẫn còn có thể nghe thấy giọng cười đầy ác ý của Thu Minh, nhóc con, kiếp sau chớ tự mình tìm đường chết đi. Sau đó, giọng nói đột nhiên im bặt lại. Cơ thể của Thu Minh liền nổ tung, hóa thành một dòng máu, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát ra. Thu nhiên ngọc ngơ ngẩn, nghẹn ngào nói, ông nội, một loại cảm xúc đáng sợ tràn ngập khắp cả sân. Có thể nói ở giữa sân thì Thu Minh là một trong những người có tu vi cao nhất, mà ông ta cứ chết như vậy sao? Không thể nào. Thu nhiên Ngọc không thể tin được, anh ta vẫn luôn cho rằng Đường Tuấn chỉ mạnh hơn mình một chút thôi. Nhưng bây giờ có vẻ như anh ta đã vô cùng sai lầm rồi. Mạnh thế này sao lại mạnh hơn một chút được, phải là mạnh hơn rất nhiều. Sau khi Đường Tuấn ra một đòn đánh chết Thu Mộ xong, sắc mặt vẫn không thay đổi gì, nhìn những cậu ấm của các thế gia kia và đám cụ tổ kia, mỉm cười nói, muốn tôi xin lỗi sao, các người vẫn chưa đủ tư cách đâu. Một luồng khí thế từ trên người của đường Tuấn tràn ra như núi lớn, như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Hóa thần cảnh. Sau khi thấy vậy, nhiều cụ tổ của các thế gia kia run rẩy, hét lên. Đại nhân, xin tha mạng. Sau một lúc khiếp sợ, người nhà họ sở và nhà họ mục không còn kìm chế được sợ hãi nữa, trực tiếp quỳ xuống. Đối mặt với 100 người nửa bước lên cảnh giới hóa thần, bọn họ vẫn còn có một tia hy vọng sống sót. Nhưng khi đối mặt với 150 người nửa bước lên cảnh giới hóa thần và một người là hóa thần chân chính thì bọn họ không thể sinh ra bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Đều là người nhà họ thu cả, chính là do bọn họ xúi dục chúng tôi đó. Xin đại nhân minh xét. Các đại thế gia lần lượt giải thích. Đường Tuấn thấp giọng nói, đã muộn rồi. Sắc mặt thu nhiên ngọc xanh mét trên mặt đầy vẻ phiền muộn, anh ta lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết hết chúng ta sao? Phía sau người nhà họ thu còn có thiếu niên hóa thần ở ngoại vực đó. Ha ha! Đường Tuấn khẽ cười, anh cũng đã giết không ít thiếu niên hóa thần ở ngoại vực đâu. Chấn! Theo sau tiếng quát khẽ của đường Tuấn, bầu trời đột nhiên trở nên âm u lại. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 2130.